Xin chào mừng quý độc giả đến với điểm báo tuần mới của Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy. Tôi là biên tập viên Tú Anh. Xin chúc quý vị và các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng và cùng đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12 phát hành vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 với nhiều chuyên mục hấp dẫn. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Để có thể đạt được những kết quả có tính đột phá, bứt phá, miền Trung và Tây Nguyên còn rất nhiều việc phải làm. Cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, triển khai các biện pháp một cách quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là trong đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, huy động các nguồn lực trong, ngoài nước và tổ chức triển khai thực hiện. Trong số báo mới ra sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2023, Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy đã dành chọn tiêu điểm cho câu chuyện Động lực mới phát triển miền Trung, thông qua các phân tích, gợi ý và đề xuất từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, từ các nhà làm chính sách, các lãnh đạo địa phương và từ chính các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang hoạt động tại Việt Nam. Một bức tranh toàn cảnh tương đối đầy đủ về thu hút đầu tư tại miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên sẽ được phác thảo với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số mạnh hơn và nhanh hơn nữa tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm các bài viết như sau. Tăng trưởng xanh và công nghệ số cho miền Trung và Tây Nguyên, tác giả VV. Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, của nhóm phóng viên. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, công nghệ số đóng vai trò tiên quyết, tác giả Thủy Diệu. Các nhà đầu tư Đài Loan sẽ tiếp tục vào Việt Nam, bài phỏng vấn ông Thạch Thụy Kỳ, trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, tác giả Ngân Hà. Cơ hội tăng trưởng từ sự lựa chọn tất yếu, của nhóm phóng viên. Những dấu ấn FDI xanh tại Việt Nam, tác giả Song Hoàng, cùng nhiều các bài viết như sau. Ứng phó với suy giảm tăng trưởng, tác giả Khánh Vi. Đóng góp của các tỉnh, thành phố về một số chỉ tiêu chủ yếu, tác giả Quân Nghị. Cần hành lang pháp lý cho ngân hàng điện tử, tác giả Hoàng Lan. Phá sản ngân hàng tại Mỹ và hàm ý chính sách cho Việt Nam, tiến sĩ Khúc Thế Anh, thạc sĩ Lê Phong Châu. Trước khi thị trường khởi sắc, doanh nghiệp bất động sản phải tự cứu mình, tác giả Phan Nam. Điện gió ngoài khơi cần chính sách phát triển rõ ràng, tác giả Mạnh Đức. Công nghiệp khai khoáng cần hệ thống quản trị tốt hơn, tác giả Vũ Khuê. Xuất khẩu ngành hàng gỗ tiếp tục giảm, tác giả Chu Khôi. Báo chí trong kỷ nguyên số và cú huých ChatGPT, tác giả Nhĩ Anh. Phát triển thương mại điện tử còn nhiều thách thức, tác giả Vũ Khuê. Kỳ vọng thị trường crypto sẽ trở lại, tác giả Đỗ Phong. Nhận diện các kịch bản lừa đảo trên không gian mạng, tác giả Dũng Hiếu. Không gian lớn cho ngành công nghệ thực phẩm Đông Nam Á của tác giả Băng Hảo. Hành trình thăng trầm của công nghiệp làm đẹp, tác giả Ngọc Linh, Vũ Minh. Kinh tế Trung Quốc nhiều tín hiệu phục hồi tốt, tác giả An Huy. Toàn cảnh vụ SVB sụp đổ qua một biểu đồ, tác giả Đức Anh. Và như thường lệ, để theo dõi cụ thể tin tức đầy đủ, xin mời độc giả đăng nhập vào đường link của Công ty Phát hành Báo chí Trung ương, theo dõi trên trang điện tử VnEconomy, trên trang LinkedIn, TikTok và fanpage VnEconomy và đón đọc các số ấn phẩm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam xuất bản vào thứ Hai hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!